đối với nhân duyên không chấp lấy tướng tỉnh bất tịnh đối với đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng không chấp lấy tỉnh bất tịnh đối với nhân duyên không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với nhân duyên không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với vô minh không chấp lấy tướng thường vô thường đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với vô minh không chấp lấy tướng vui không vui đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với vô minh không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với vô minh không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với vô minh không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với vô minh không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh các bồ tát này đối với cõi dục không chấp lấy tướng thường vô thường đối với cõi sắc cõi vô sắc cũng không chấp lấy tướng thường vô thường đối với cõi dục không chấp lấy tướng vui không vui đối với cõi sắc cõi vô sắc cũng không chấp lấy tướng vui không vui đối với cõi dục không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với cõi sắc cõi vô sắc cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã đối với cõi dục không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với cõi sắc cõi vô sắc cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh đối với cõi dục không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với cõi sắc cõi vô sắc cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly đối với cõi dục không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh đối với cõi sắc cõi vô sắc cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh nếu các bồ tát nào dùng phương tiện thiện xảo như vậy không chấp lấy pháp tướng tu hành bố thí ba la mật đa thì các bồ tát này được nhập vào số bồ tát ở trên cao có thể đắc trí nhất thiết trí tận cùng lại nữa này mãn từ từ nếu các bồ tát biết tất cả pháp đều chẳng phải thật có ra lìa các tướng mà hành bố thí ba la mật đa thì các bồ tát này được nhập vào số các bồ tát ở trên cao có thể đắc trí nhất thiết trí tận cùng cũng có thể giáo hóa tất cả hữu tình làm cho họ y vào trí nhất thiết trí như vậy phát nguyện hướng đến sự mong cầu đều chứng đắc lại nữa này mãn từ từ nếu các hữu tình đối với pháp vô tướng không phát khởi thắng giải thì không thể phát tâm trí nhất nhất thiết. Nếu không thể phát tâm trí nhất thiết thì không thể tu hạnh của các Bồ Tát. Nếu không tu hạnh của các Bồ Tát thì không thể đắc trí nhất thiết trí. Nếu các hữu tình đối với pháp vô tướng có thể phát khởi thắng giải thì có thể khởi tâm trí nhất thiết. Nếu phát khởi tâm trí nhất thiết thì tu hành hạnh của các Bồ Tát. Nếu tu hành hạnh của các Bồ Tát thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí lại nữa này mãn từ từ nếu các bồ tát phát tâm cầu trí nhất thiết rồi tùy theo sự xả bỏ đều biết là không vô sở hữu mà hành bố thí ba la mật đa nghĩa là như thật biết các sự xả bỏ đều như viễn hóa chẳng phải như chúng ta từ vô thì đến nay đã chấp lấy các tướng do biết như vậy nên đối với các sở hữu đều xả bỏ không chấp lấy các tướng các hữu tình không như thật biết các pháp chẳng phải có đều như viễn hóa đối với các sự việc khởi tâm kiên trì chấp trước do kiên nên chỉ chấp trước nên không xả bỏ do không xả bỏ nên giữ keo kiệt do keo kiệt nên thân hoại mạng chung đã vào các đường ác chịu bần cùng khổ cực tuy có sở đắc không chịu xả bỏ lại